Xin chào các bạn nha, mình là Trung nha. Nay mình quay trực tiếp cái cách hoạt động của nồi của chiếc Liên 125 nha. Các bạn hãy xem nha. Giờ mình nổ máy lên nè. Khi mà chưa hoạt động thì phía sau thì cái máy buli nhôm và cái cánh quạt nó sẽ là một cái tỷ số truyền nhỏ, và cái bế sau là một cái tỷ số truyền lớn nè, giống như nhông sinh dĩa mình thôi. Răng trước nhỏ thì răng sau là lớn. Khi mình thay đổi tay ga thì hoạt động như thế nào, các bạn nghe mình nổ máy luôn các bạn xem nha. Lớn nhỏ theo cái tay ga của mình và cái độ dốc của đoạn đường. Rồi mình làm một yếu tố này nha. Cảm ơn các bạn.